Hôm nay thứ tư 27 tháng 6 2001. Mô tha sa tha ca qua tô a ra tô sa ma sa tu tha sa na mô tha sa tha ca qua tô a ra tô sa ma sa tu tha sa na mô tha sa tha ca qua tô arahato samma sambuddha sa nakho buddham ca dhamman ca sangham ca attave vante mi đệ tử xin nghe tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo. Phật đạo là đường toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã diệt Phật vô minh phiền não, đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Pháp bảo là những phương lương dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Tăng bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo các ngài đã đắc quả thật hoặc còn thật. Cầu xin hòa phước cúc kính lễ ân đức Phật bảo, hãy hộ trì đến toàn thể chư thiện nam tín nữ đường dụng mạnh tinh tâm tu hành tinh thần. Sao sao lại kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị tu nữ chư thiện nam tín nữ, hôm nay tại chùa Siêu Lý tổ chức lễ quý kỳ, nói tắt là chỗ tổ, là kỷ niệm cổ trưởng lão đại trưởng lão hòa thượng Tịnh Sự và thầy tổ chúng ta, để tạo một công đức phước báo hồi hướng đến giảng linh đại trưởng lão Tịnh Sự, bậc thầy tổ của chúng tôi, và cũng để khích lệ sự tu học cho Phật tử. Bài pháp này tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về cái đề pháp là sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại là một đề tài được các giới Phật tử nhiều tầng lớp trong và ngoài nước triển khai, nhất là phong trào Vipassana gần đây từ đông sang tây, từ âu đến á, cao trào tu tập thiền quán quý bát sát na được phát triển mạnh. Cách tiêu đề sống trong hiện tại đã được khai thác, đã được giải thích trình bày một cách rõ ràng và đầy ý nghĩa. Trong bài những bài kinh nhất giả hiện giả trung bộ kinh, Đức Phật có giảng dạy và các vị trưởng lão đã triển khai nhiều khía cạnh nói đến ý nghĩa tu tập thiền quán. Nhưng quá khứ không hy vọng, tương lai không ước vọng, quá khứ đã qua rồi,
nay vừa đây chỉ có ba điện thoại thiền quán chính là đây. Câu này xem như là có yếu tinh hoa của sự tu tập thiền quán hay là quý bác sa năng. Nhưng mà có thể chúng ta hiểu một cách hơi lỏng lẻo, hơi hợp, chưa được chính xác với ý nghĩa hiện tại. Do đó, khi được nói đến cách sống trong hiện tại là sự tu tập thiền quán, có thể mỗi một thiền sư, mỗi hành giả, mỗi người Phật tử nghe pháp và hiểu theo ý riêng của mình, theo sự nhận thức riêng của mình, kể cả làm sách trình bày giải thích cũng theo cái sở kiến, sở mắt, sở đắc riêng của mình. Đừng nói chi có những việc tự mình hiểu sai, rồi những câu chuyện cái hiểu sai của mình lên để gán áp cho cả hệ phái, cả một trường phái, cả một nhóm nào đó. Tự mình sai lầm, do người khác sai lầm. Vì vậy, trong đề tài này cần được triển khai một cách rõ ràng. Mong rằng chư Phật tử nói chung chú tâm để rõ rệt ý nghĩa thế nào là sống trong hiện tại đúng ý nghĩa chân thật, không bị hiểu sai lầm. Thưa quý vị, trong một bài kinh luận nổi tiếng đứng sau bài kinh Diễn Pháp Luân, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng này, Đức Thế Tôn giảng giải cho năm vị kiều trần như nghe tiếng sau bài kinh Diễn Pháp Luân. Đoạn kinh này Đức Phật nói đến năm quẩn sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Khi trình bày đến năm quẩn này, Đức Thế Tôn nói tiếp: những sắc nào dù quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô hoặc tệ, tốt hoặc xấu, gần hoặc xa, sắc của ấy vẫn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Và thọ tưởng hành thức cũng vậy, thức quẩn dù quá khứ, hiện tại, nghĩ lại, bên trong, bên ngoài, thô hoặc tệ, tốt hoặc xấu, gần hoặc xa, đều là vô thường, khổ và vô ngã. Với một hình thức vấn đáp, Đức Thế Tôn nêu lên những câu hỏi cho các vị tỳ khưu nhóm kiều trần như trả lời đúng theo lối vấn đáp để trình bày rõ thực nghĩa, cực nghĩa của cái lý pháp này. Cái đoạn kinh này nói về ngũ quẩn và 11 pháp đối đại ấy, nhân cho ngũ quẩn thành 55 pháp đối đại, tức là như sắc quẩn đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa. Rồi 11 của thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn cũng vậy, thành 55 pháp đối đại, cũng gọi là tương đối, tức là trên phương diện chế định khái niệm ba nhà tệ mà không dùng phương tiện phân tử. Phương tiện khái niệm ban dẫn như vậy thì không thể nào lộ ra được ý nghĩa mà Đức Thế Tôn muốn nói đến, muốn giải thích đến cho người nghe.
Nhưng mà nếu như chúng ta nghe một cách hời hợt, nông nổi, chấp nhận quá khứ là quá khứ, chấp nhận hiện tại là hiện tại, vị lai là vị lai, theo ý nghĩa bình thường, thì sẽ không thấy rõ được cái thực tướng của các bạn. Tại sao như vậy? Vì kể cả sắc quân, thọ quân, tương quân, hành quân, thực quân, những từ ngữ đó vẫn là bát nhã chế định, gọi là danh chơn chế định. Còn những danh từ nào không liên hệ tới quẩn xứ giới đế thì là phi danh chơn chế định. Ví dụ như về thân kiến có bốn nhân cho một quẩn thành 20, nghĩ rằng sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Nếu đem phân tích ra, chúng ta mới thấy cái nào là danh chơn chế định, cái nào là phi danh chơn chế định. Chứ nếu không hiểu tường tận thì sai lầm, rất sai lầm. Như cái sắc nhận thấy rằng sắc quẩn là ta, tất cả đề tài sắc quẩn và danh chơn chế định, ta là phi danh chơn chế định. Ta có sắc quẩn, ta là phi danh chơn chế định, sắc quẩn là danh chơn chế định. Thì như vậy, danh từ ghét hoặc cái trước hoặc cái sau, tự nhiên là trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Danh từ thọ tưởng sắc, thọ tưởng hành thức là danh chơn chế định. Còn những danh từ ta, của ta là phi danh chơn chế định. Mà dù danh chơn chế định, phi danh chơn chế định vẫn là khái niệm, vẫn là cái giả danh dùng để gọi, để chỉ cho một pháp, một ý nghĩa nào đó. Thí dụ như nó quá khứ là thế nào? Quá khứ là những gì đã qua, đã diễn, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp đã qua, đã diễn. Còn cái vị lai tức là tâm, tâm sở, sắc pháp chưa sinh, chưa trụ, chưa diệt. Cái gọi là hiện tại là tâm, tâm sở, sắc pháp đang sinh, đang trụ, đang diệt. Quý vị nên để ngay cái hiện tại cũng có cái sinh diệt đó, đang sinh, đang trụ và đang diệt. Như vậy thì nếu như chúng ta hiểu một cách hài hợp, luôn luôn mà sống trong hiện tại, tưởng rằng là cái hiện tại đó là cái thực thể mà phát mắt luôn luôn tồn tại là không được. Như đã nói là đối đại, vì đối với quá khứ hiện tại mà nói có vị lai, đối với hiện tại quá khứ vị lai mà nói quá khứ, đối với quá khứ vị lai mà nói có hiện tại. Dùng danh từ này để chỉ sự sinh diệt của danh sắc mà thôi. Cũng như nói bên trong, bên ngoài, hiểu thế nào là một cách tuyệt đối, không thể hiểu cách tuyệt đối được. Sở dĩ gọi bên trong là trong đối với ngoài, gọi là bên ngoài là ngoài đối với trong. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở trong chùa Siêu Ly, là đối với cái ngoài ranh chùa Siêu Ly. Nhưng mà cái trong chùa Siêu Ly này chưa phải là tuyệt đối, bởi phạm vi trong chùa Siêu Ly này có nhiều lưu cấp chánh điện. Bây giờ tôi đang ở trong chánh điện, ở trong chánh điện, nhưng mà ngoài chánh điện vẫn còn trong chùa Siêu Ly. Rồi ví dụ như trong cái chánh điện này có nhiều cái tủ, thì như vậy có đồ để trong cái tủ, rồi lấy cái đồng hồ trong cái tủ, mà trong cái tủ thì cái gì ngoài cái tủ, tức là ở cái tủ khác hay là cái bàn, nhưng mà vẫn còn trong cái chánh điện. Rồi trong cái tủ đó hộp đựng đồng hồ, lại có cái vật của trong đồng hồ, lấy cái trong đồng hồ, nhưng mà ngoài cái trong đồng hồ đó có cái ngoài đồng hồ. Thành ra trong là trong
đối với ngoài. Gọi là ngoài, là ngoài với cái trong. Lấy cái món ngoài cái đồng hồ để họp đựng đồ hồ, nhưng mà còn trong cái tủ. Lấy cái ngoài cái tủ nhưng mà nó còn nằm trong chính điện. Lấy cái vật gì đó trong cái chính điện nhưng mà còn trong chùa Chư Lý. Cái vật nào đó trong chùa Chư Lý nhưng mà nó lại ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Như vậy trong ngoài là đối đại. Còn thô tế hay lớn nhỏ là thế nào? Lớn là lớn đối với nhỏ, nhỏ là nhỏ đối với lớn, chứ không thể lấy một cách tuyệt đối được. Ví dụ như bây giờ lấy cái ốc này, nếu nói nó nhỏ là nó nhỏ hơn cái ly nên nó để trong cái ly. Nhưng nếu nó cái ly này nó nhỏ là nó nhỏ hơn cái bàn. Nếu nó cái bàn này nó nhỏ là nó nhỏ hơn cái ngôi chánh điện. Nếu nó ngôi chánh điện này nó nhỏ là nó nhỏ hơn cái phạm vi chùa Siêu Ly. Hoặc mà còn nếu nó lớn thì là sao? Vì cái chánh điện này đối với phạm vi chùa Siêu Ly thì nó lớn hơn cái chánh điện, thì nó bao trùm chánh điện. Ngôi chánh điện nó lớn là lớn đối với cái bàn. Cái bàn là nó lớn, lớn đối với cái hộp. Cái hộp là nó lớn, là nó lớn đối với vật đựng trong cái hộp. Như vậy lớn nhỏ là đối với nhỏ hết. Nhỏ là nhỏ đối với lớn, cũng vẫn là dễ định. Không phải hiểu một cách tuyệt đối. Lớn thế nào là lớn, thế nào là một phải một cách tuyệt đối được. Rồi là tốt và xấu là thế nào? Liệt thẳng. Và tốt xấu hay sai? Tốt là tốt đối với xấu, xấu là xấu đối với tốt. Nếu như quý vị thấy cái ly nước này, quý vị có thể khẳng định là tốt hay xấu. Ví dụ như đây là ly nước chanh. Với người thích uống nước chanh thì nó là tốt. Với người không thích uống nước chanh thì nó là xấu. Với người ăn uống không tiêu cần ly nước chanh để tiêu quá dịch thực là tốt. Với người bệnh dạ dày bao tử uống vô hành hạ đau khổ là xấu. Như vậy là tốt là tốt đối với xấu, gọi là xấu đối với tốt, chứ không phải là một cách tuyệt đối khẳng định. Đa số chúng ta học tử nói chung, kể cả như ta hay tranh cãi với nhau vì chắc cái chỗ vị và đồng. Cũng vấn đề đó, người này thấy phương diện đồng, người kia thấy phương diện vị. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy phương diện đồng thì tất cả chúng ta đây đều là người Việt Nam thì xem như là đồng bào thuộc thực. Nhưng mà nếu thấy phương diện vị là người này người Nam kỳ, người kia người Trung kỳ, người kia người Bắc kỳ, người này theo Nam Tông, người kia theo Bắc Tông, vân vân, thì đó là phương diện vị. Nếu nhìn phương diện đồng thì chúng ta sẽ thấy như một. Nhưng mà nhìn phương diện vị là luôn luôn khác. Cho tới cái thân này cũng vậy, phân ra thân thì cũng đây sắc thọ tưởng hành thức vị phân diện thứ hai. Thành ra hiểu trên phương diện sao cả là một trong quý thân cả là phân tích ra. Như vậy thì tốt và xấu liệt hay thắng tùy khả năng nhận thức, chứ không phải là chân lý tuyệt đối. Gần xa cũng vậy, thế nào là gần xa cách tuyệt đối? Không có gần xa cách tuyệt đối được. Bây giờ đối với tôi đang ngồi trên pháp tòa, cái bàn, trên cái bàn này, cái dĩa đựng cái khăn là gần hơn cái dĩa đựng gói đồ. Cái dĩa đựng gói đồ này gần hơn đối với cái bàn hay cái lư hương phía trước. Nếu cái lư hương phía trước đối với tôi thì gần hơn các vị tu nữ, đối với các vị tu nữ tới chỗ tôi gần hơn các vị tín nữ ngồi kia, vân vân. Nếu nói nó gần thì những người tín nữ ngồi phía sau cuối hàng nữa vẫn gần với tôi hơn cái bức tường ngăn chùa phía ngoài. Rồi đối với các vị tu nữ ngồi phía trên thì gần với tôi hơn là những người Phật tử phía ngoài. Nhưng mà đối với bàn là gần hơn tôi,
quyết để hơn những vị tu nữ vân vân cho đến những vật trong thân của tôi như cái y thì nó xa hơn cái da nó gần hơn cái thân, và cái da nó xa hơn đối với thịt mỡ ruột vân vân. Thì cuối cùng cái chú xứ của thực chủ chỗ nào thì lấy đó là trung tâm điểm thân việc gần xa. Như vậy thì chúng ta biết rằng 11 pháp đối đại quá khứ hiện tại vĩ lai bên trong bên ngoài thô hoặc thể tốt hoặc xấu gần hoặc xa chỉ là phương diện đối đại tương đối. Khi Đức Thế Tôn ngài nói lên 11 pháp đối đại này đối với năng quẩn để phủ nhận cái hiểu lầm quẩn là một nhóm mà lại tưởng có cái một, tức là không có cái tự tính tha quán này là tự ngã có một lòng và chúng luôn luôn sanh diệt biến đổi anicca chứ không phải là thường. Nó gì bức bách chịu đựng không nổi nên gọi là khổ. Với từ khổ này thì tức là khó, khá là chịu đựng, vì khó chịu đựng nên gọi tốt khác. Thường mình gọi với từ khổ. Chính vì hiểu vậy tưởng rằng là khi nào đau đớn nhức nhối dữ tợn thì mới khổ, còn bình thường không phải khổ phải. Cái gì chịu đựng không được đều gọi là khổ, dù khổ lớn khổ nhỏ. Không hẳn bị chứng bệnh ung thư mới là khổ. Có thể quý vị ngồi mà cái nhột nhột cái chân lưng chịu không nổi với cái ngồi thiền, không muốn cho nó ngứa, không muốn gãy, thế mà chịu không nổi, như vậy cũng là tốt. Chỉ cái tế bào chết nó biến đổi, cái da mặt mà nó làm nhột nhột ngứa ngứa chịu được không nổi cũng là tốt cả. Cho phải đợi tai nạn gãy tay gãy chân hay là nguy hiểm nhiều hơn nữa mới tự làm khổ. Tốt hơn chịu đựng không nổi, dù khổ lớn khổ nhỏ cũng gọi là khổ hay tốt hơn khó chịu đựng thì chịu đựng không nổi. Thế thì ngài dùng cái năm cái pháp của quận vì mà khu của quận mãi sanh trong đời chắc hữu. Năm quận này là tôi là của tôi. Đức Thế Tôn nói cho rõ đương nhiên phải dùng gương để chế định là ngũ quận cũng là danh chơn chế định, quá khứ hiện tại vị lai thô đều là phi danh chơn chế định để dẫn cho người thâm nhập hiểu rõ. Như vậy thì chúng ta hiểu cái thế nào là sống trong hiện tại. Vì hiện tại nếu nói thẳng như vậy nó cũng chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Có giai vị đến hoại tốt trong giai thoại thiền của Bắc Tông có một câu chuyện mà người ta xem như là cô thoại đầu khóc uống bí hiểm khó trả lời. Lần khi người ta đề cập đến có vị đại khái như là có cái vị pháp sư đó nghe tiếng vị thiền sư kia gánh kinh đến địa chất lắm, nhưng vừa tới trên núi gặp người nữ đệ tử của vị thiền sư bạc quán dưới nước còn như núi ghé quanh nước đó có bản đồ hiện nay. Cái vị pháp sư này mới kêu bà chủ quán, bà cho tôi địa tâm. Bà chủ quán này là đệ tử của vị thiền sư trên núi, bà biết cái vị này đến chấn nản của thầy mình. Bà liền ứng khẩu hỏi liền: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy thầy muốn điểm tâm nào? Các vị pháp sư này biết trả lời không được, đành gánh kinh trở về. Vì chỉ mới gặp người đệ tử đã thua rồi, cần gì đối hàng sư phụ. Câu chuyện này trở thành giai thoại trong thiền môn Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa, và người ta đem câu chuyện này lên là một thoại đầu như là một câu hỏi bí hiểm, giống như câu da trắng dỗ bì bạch của bà Đoàn Thị Điểm làm cho cống quỳnh bí sau này không ai trả lời được. Như vậy khi có những vị hỏi tôi thì tôi mới bảo các vị rằng nếu vậy thì
quý vị hãy đóng vai bà chủ quán, tôi đóng vai pháp sư đó nha. Có lúc tôi cũng nhái cái giọng đó, bà chủ cho tôi điểm tâm thì nói đi quý vị đó thấy dạ, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm mở bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, như vậy ngài điểm tâm nào? Tôi đã bà có tâm nào tôi điểm tâm ấy. Quý vị thẩm nghiệm câu này không phải, cũng không phải là tuyệt đối, nhưng trả lời tương đối cho câu hỏi này. Nếu như bà chủ quán đó hiểu được ý nghĩa này thì bà dọn đồ điểm tâm theo cái lớp bình thường lọt lòng cô bán gái cũng được. Còn nếu khi bà trả lời nữa thì sẽ có câu giải đáp kế tiếp nếu có. Nhưng mà đây chỉ trả lời câu hỏi này thì giải thích trong cái từ mà quá tâm bất khả đắc, thì đắc là được, nó khác với danh từ chỉ điểm là chấm. Chỉ điểm ở đây nó giống như chữ ẩn, như chỉ tâm ấn tâm, các vị tổ lấy tâm mà ấn cái tâm, in cái tâm, đó là cái nghĩa bình thường. Còn gọi là điểm như thế nào? Trả lời, nếu bà đó nói tôi không có tâm, chắc bà không trả lời như vậy. Bây giờ bà có tâm nào thì tôi điểm tâm ấy. Chẳng lẽ bà nói tôi vô tâm, tôi không có tâm? Mà không phải như vậy. Và trả lời liên trên phương diện thật sự ý nghĩa thì chúng ta hiểu như thế nào? Bây giờ quý vị hiểu nghĩa điểm cũng như ấn, tùy phương tiện mà đi giải thích nghi cái vấn đề đó. Mà trên phương diện năng sở, ví dụ như quý vị đang nghe tôi nói, cảnh thinh, những tiếng nói tôi phát sinh ra là cảnh thinh, mà quý vị tiếp nhận được thì tâm của quý vị nhận được tiếng nói của tôi, tâm của mỗi quý vị thuộc về là năng tri, năng quán. Nhưng mà nó là sở duyên. Sở duyên là sao? Vì nó bị tạo do tiếng nói của tôi tác động tâm quý vị, và tiếng nói tôi đã cảm tin, nó là năng, nó thuộc về là năng duyên, vì nó ảnh hưởng tới quý vị, mà là sở chi, sở quán của quý vị, vì quý vị nghe. Đối cảnh tin, cái gì là năng duyên thì nó là sở chi, mà cái gì nó là năng chi thì nó là sở duyên. Quý vị có nghe được không? Bây giờ những tiếng tôi nói là âm thanh tác động tâm lý quý vị, mỗi tâm thức quý vị nghe được, thì đó là do tiếng nói của tôi là trợ duyên. Chứ nếu không có cảnh thinh quý vị không nghe được. Mà lại tôi cũng có thể điểm tâm quý vị, nếu muốn cho quý vị vui tôi kể chuyện khôi hài, quý vị cười ầm lên. Muốn cho quý vị khóc tôi kể những chuyện bi thương thống khiến quý vị chảy nước mắt ròng. Nếu tôi muốn cho quý vị với tâm bình thản, tôi sẽ giảng cái đạo đức cho quý vị nghe trung bình, quý vị chỉ lắng nghe. Như vậy, tôi có thể chi phối tâm ruột của quý vị được, tức là từ ý nghĩa, từ cảnh tính này. Như vậy vẫn gọi là điểm tâm. Còn bản thân của mình, nếu nói tâm quá khứ không thể điểm thì không có vấn đề tu thiền quán. Vì khi mình khởi lên, nhìn một bức đôi chân nam của đối tượng nào đó khởi lên sự ham muốn, thì lúc đó biết là ham muốn. Mà tâm ham muốn vừa sanh lên, bây giờ nó đã diệt, nó vừa qua. Hồi nãy nhìn bức tranh thì tâm tham nó là hiện tại, bức tranh kia là cảnh trợ cho nó. Nhưng mà tâm tham này bị quán, tâm thiện dục do chỉ biết nó, thì nó trở thành là sở chi năng duyên, tức là bị tâm thiện quán không biết nó. Mà quán tâm không thể hai thứ cùng phát sinh. Tâm hiện tại quán cái tâm cần hiện tại của tâm vừa qua. Và đây là ý nghĩa về điểm tâm. Dành anh ta chỉ điểm như chữ A là cũng giống như chữ ấn, nó khác chữ đắc tức là được. Tại sao vậy? Vì nó đã qua rồi, làm sao còn giữ lại được. Bây giờ cho quý vị một ý nghĩa,
để quý vị hiểu ý nghĩa mà sử dụng thiền quán mà Đức Thế Tôn nói đến, và cũng như ý nghĩa câu của vừa nói trên. Thì tắt cái điện, cái gọi là quá khứ hiện tại tương lai này là chế định để chỉ để quán, như đã nói, không phải là một cái ý nghĩa tuyệt đối. Cũng như chiếc xe, như quý vị thấy chiếc xe đang chạy với cái tốc lực 100 cây số một giờ, xe đang chạy như vậy, thì cái phía trước của cái đầu xe, phía trước chiếc xe từ một luôn luôn một âm, một tấc, một ước, một cây số, vô số cây số về trước của xe, tức là xe sắp chạy trên con đường đó, thì nó luôn luôn là tương lai thì chỉ là vô rằng với tốc độ 100 cây số một giờ, nhưng mà tỉnh bất cứ lúc nào cái phía trước của nó một ly một âm, nó đâu có kéo con đường đi theo, nhưng mà gì trước đầu xe vô một âm một tấc, vẫn là chỉ là gì đó chưa đến. Và sao cái đuôi xe, lái xe, đích xe, xe vừa qua xuất ra một âm một tấc, một cái số vô số cái số phía sau, gọi là quá khứ đã qua. Còn chiếc xe với tốc độ chạy 100 cây số một giờ là đang hiện tại, đang là hiện tại, đang tức là hiện tại. Mà hiện tại là thế nào? Xe đang lên dốc, xe đang xuống dốc, xe đang qua chợ, xe đang qua chùa, xe đang qua ngôi nhà thờ, xe đang và đang với tốc độ 100 cây số mà vẫn đang lại. Vì nó đang đến chỗ này, đang đến chỗ kia, nhưng mà thật ra thì với 100 cây số một giờ tốc độ qua rất nhanh. Cái quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Thiền quán chính là đây, thiền quán cách nào? Giống như mỗi hành giả tu tập Vipassana, giống như một người tài xế đang lái chiếc xe, dù chạy 100 hay hơn thì ít hơn cái số 1 giờ chẳng hạn. Vì vậy, không thể nhìn vào quá khứ, tức là cái sau xe, không nhìn quá xa trước xe, chỉ nhìn trong tầm mắt vừa đủ để lái xe. Vì chiếc xe chưa đến, muốn cản người chết, sự cố không xảy ra phía trước. Xe đã qua rồi, những người đã qua phía sau lái xe cũng không thể cản, không thể sự cố xảy ra sau đuôi xe. Mà mọi sự cố xảy ra đều ở chỗ chiếc xe đang đắm đầu xuống dốc, đang đụng vào con đèn, đang tống người, vân vân. Thiền quán chính là đây, tức là nhìn danh sắc sanh diệt mà luôn luôn nhận được. Chứ nếu như không thì cứ nhìn vào phía xa quá xa, xe đụng rồi mới hay. Nhìn về quá trước quá xa, xe người ta đang chạy qua chạy lại, quýt mình thằng này thắng, nhưng mà nó còn cả một cây số, họ mình thằng này thắng trước, có thể đang cán chết người. Vì ngay cho hiện tại mình không thể không nhìn quá xa. Bốn phận tài xế không cần nhìn quá xa phía trước, không nhìn về cần nhìn phía xa. Mặc dù thỉnh thoảng có nhìn kiến chiếu hậu, thì kinh nghiệm sự đã qua biết sự cố hiện tại, đúng không? Nhưng mà luôn luôn tài xế có chánh niệm tỉnh giác, nhìn với chiếc xe đang chạy, đang qua, vâng ạ. Vì vậy, quá khứ qua rồi, nhớ chi, tương lai chưa đến trong làm gì. Thánh phàm siêu thọ do duyên hiện, hiện tại. Thiện ác khổ vui chỉ cũng đi, nghe gì cũng hiện tại. Như tài xế, cá người chết, vân vân, nghe gì cũng hiện tại, chứ không phải là cá người chứ đoạn đường chưa đến, hay cá người với người đoạn đường đã qua. Như thế nào để thiền quán chính là đây? Nhưng mà quý vị nên biết danh sắc sanh diệt rất nhanh. Bây giờ nếu như chúng ta có thể giải nghĩa theo như ngài Nam Đa, ngài dùng cái lối giải thích vô thường một cách tương đối, chúng ta có thể phân ra bốn vế này để giải thích, rồi tiếp theo đó để hiểu ý nghĩa sống trong hiện tại là thế nào. Như có lần ngài hỏi một người Phật tử, từ lúc ngài lên pháp tòa tới bây giờ là mấy vị pháp sư, có một vị trả lời là nói không thể nói một, không thể nói hai, vì không thể nói hai là không có
nhưng được cắt thay thế Ngài. Không thể là một vì Ngài ngồi thời gian như là 2 giờ tiếng. Danh sách danh thiệp, Ngài khen, đúng. Rồi Ngài Nara giải thích thêm. Cũng như cái câu mà nó không cùng, không thể tắt 2 lần trên một dòng sông, người ta cũng dùng ý nghĩa này vì nó luôn luôn sanh diệt. Rồi Ngài phân tích giải thích rằng cái vỏ chúng bàn, cái sau chứ cái trước không thể giống nhau. Tại sao? Sắc pháp bên trong là bàn tay, cái thân của chúng ta sanh diệt. Sắc pháp bên ngoài cái bàn sanh diệt. Thời gian thay đổi, cái vỏ trước là tức, vỏ sau lại tắt. Không gian thay đổi giữa địa cầu, mặt trời và trái đất hành tinh địa tinh, nó luôn luôn biến dịch. Nếu như không có chiếc khúc địa cầu vừa nhảy lên khi rớt xuống, chúng ta ở địa điểm khác chứ không ở địa điểm cố định. Thì lối giải thích như vậy nghe rất hấp dẫn, nhưng mà cái lối hấp dẫn này chúng ta không thể chỉ dừng lại nơi đây phải hiểu. Danh từ danh, cái sắc bên trong sanh diệt, sắc pháp bên ngoài sanh diệt, có thể như là danh trên giới định. Nhưng mà cái thời gian và cái không gian kia là phi danh trên giới định. Vì đó định ngày, giờ, sáng, trưa, chiều, 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ, 1 giờ, 15, 20, phút, 3 giây v.v. cũng là cái máy đo giờ chế định thời gian. Như vậy thì hai danh từ thời gian, không gian sẽ chế định là phi danh trên. Còn sắc bên trong, sắc bên ngoài vẫn là chế định, nhưng mà là danh trên chế định. Mà hiểu như vậy có thể đi gần dòng cái ngưỡng cửa quá khi vô thường sanh diệt. Sau hơn nữa chúng ta có thể giải thích. Mỗi lúc danh sắc sanh diệt, căn sanh diệt, cảnh sanh diệt, thức sanh diệt. Căn là về nhãn, căn nhĩ căn, thị căn, thân căn, ý căn sanh diệt. Sắc sanh diệt và sắc tinh hơi cái vị xúc vẫn luôn luôn sanh diệt. Thức nhãn, thức nhĩ, thức vân vân vẫn sanh diệt. Cũng giống như người tài xế đang lái chiếc xe, nếu như không biết, chúng ta có thể nhìn thấy với tốc độ mình đang ngồi trên xe hay đang ngồi chiếc ghe, mình đổ hai bờ sông cây cối nó chạy, nhưng thật sự chiếc ghe mình đang chạy, chiếc xe mình đang chạy, chứ không phải nhà cửa cây cối bên đường nó chạy. Nhưng mà cái chiếc xe ấy nó vẫn chạy, chỉ có đường vẫn qua. Chiếc xe vẫn có sự biến đổi của chiếc xe, biến đổi của tài xế. Cảnh bên ngoài nó vẫn biến đổi, dùng hình thức nào đó để tỉ dụ, rồi chính hành giả được sự tổng quan sâu xa hơn nữa. Chứ không phải dừng lại như đây. Đó là ý nghĩa của việc giải thích cho quý thầy. Sống trong hiện tại là giống như người tài xế tập trung tư tưởng chủ ý trong lúc lái xe một cách tương đối như vậy, chứ không thể hiểu hiện tại là một thực thể không biến đổi. Do đó những giảng sư giải phá ra mắt là sự thật không thay đổi, nhưng mà sợ hiểu lầm nhấn mạnh, nhưng mà đừng tưởng rằng những bạn này không bị sinh diệt. Không thay đổi này là quá khứ hiện tại tái diễn giống như vậy. Ví dụ như sáng trưa chiều có thay đổi, cây xanh và có người nhỏ, thiếu niên, trung niên, không anh? Nhưng mà từ quá khứ tới giờ đã vẫn khó như vậy. Do đó ý nghĩa dinh hư tiêu trưởng, dinh bất dịch, biến đổi nhưng nó không biến đổi. Mỗi ngày đều có đói, no, ăn uống là vô thường. Nhưng mà mỗi ngày có điều ý như vậy gọi là thường, thường trong cái vô thường. Anh nếu nói theo lý biến dịch thì dinh hư tiêu trưởng, dịch bất dịch. Theo Phật lý thì cũng như vậy, mà nói ý nghĩa là thành trụ quậy không, thường vô thường. Vì trong quá khứ cũng có thành trụ quậy không, nên người chúng sinh lào bệnh tử, mỗi sắc na danh sắc sinh trụ dĩ diệt. Vì nó có sinh diệt như vậy gọi là vô thường, nhưng mà nó luôn luôn tái những cái trò này gọi là thường, thường cái vô thường. Hiểu như vậy. Đối với hành giả tu tập thiền quán, biết rõ ý nghĩa sanh diệt nó như vậy, chứ không thể cột neo dừng lại được. Ở đoạn này, chúng ta hiểu thêm một sự việc.
như Đức Phật dạy, chỉ vì thiền vốn là tinh tế ra. Cái gì đã qua hãy từ bỏ, cái gì chưa đến hãy sanh, cái gì đã sinh khởi hãy khéo chế ngự dục nhiễm đối với lòng già. Cái từ ngã để không nhận chấp lầm trên đó, chỉ tạm hiểu như vậy. Trên phương diện thiền quán luôn luôn thấy sự sinh diệt danh sắc. Điều này được Đức Phật cho ví dụ rất cụ thể, rất điển hình. À, tôi nghĩ rằng có thể đem câu chuyện này giống như là kết thúc thời pháp để quý vị thấy rõ lý sinh diệt của danh sắc, của ngũ uẩn, và mới thấy cái đời sống trong hiện tại thiền quán chính là đây. Câu chuyện đó Đức Phật trong kinh Tạng kể. Nghe hỏi các vị tỷ kheo, nếu như có một người xạ thủ bắn rất nhanh, vậy bắn mũi tên bay ra, nhưng có một người cái sức phi thanh rất nhanh bay theo chụp được mũi tên ấy, thì so với cái mũi tên đang bay với cái người phóng theo chụp mũi tên ấy, cái nào nhanh hơn? Chư thì lưu đắc, người phóng theo bắt mũi tên ấy nhanh hơn mũi tên, vì mũi tên bắn ra mà người này mới nhảy theo, mà nhảy theo bắt được tức là nhanh hơn cái mũi tên đang bắn. Đức Phật dùng như vậy là nhanh, như vậy là lẹ, cho sống với cái mũi tên bay với người phóng theo bắt mũi tên thì mũi tên. Nhưng này các vị kheo, nếu như có bốn người cùng bắn ra bốn mũi tên, lại có một người phóng theo bắt cả bốn mũi tên trước khi rơi xuống đất, như vậy sức nhanh của người này với sức nhanh của người bắt một mũi tên, à cái nào nhanh hơn? Bạch Đức Thế Tôn, nếu so sánh như vậy thì cái người mà phóng theo bắt được bốn mũi tên so với người bắt được một mũi tên, thì cái vị bắt được bốn mũi tên này nhanh hơn cái người bắt được một mũi tên. Thật vậy, như vậy là sức nhanh của sơ sanh. Nhưng mà nếu so với cái sức phóng của cái người bắt phóng theo bắt bốn mũi tên này, so với cái tốc lực tốc hành nhanh lẹ của sự di chuyển mặt trăng mặt trời, thì cái nào nhanh hơn? Bạch Đức Thế Tôn, nếu so sánh vận hành của mặt trăng mặt trời thì sự vận hành của mặt trăng mặt trời nhanh hơn so với cái người có thể bắt được bốn mũi tên. Đức Phật đúng như vậy thầy. Nhưng mà nếu so sánh sự sanh diệt các Phật hành đối với vận hành của mặt trăng mặt trời này, các tỷ kheo, sự sanh diệt của danh sắc, sự sanh diệt của hữu vi của ngũ uẩn nhanh hơn sự vận hành Phật hành của mặt trăng mặt trời. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy, dùng cái sức nhanh một cách tương đối để giải thích cái này nhanh hơn cái kia chậm hơn cái này. Nhưng mà cuối cùng danh sắc sanh diệt nhất, nhanh nhất. Nhưng mà trong danh sắc đó thì danh lại sanh diệt nhanh hơn sắc, nhất là Phật giáo tham dịch. Trong khi một thể móng tay vậy, tâm sanh kiểu điệu nhiệt hoài đồng nhắc, sắc pháp sanh diệt chẳng mau, tâm qua 17 sắc nhào, tức là 17 sắc na tâm. Mỗi một sắc na tâm, 3 sắc na tiểu sinh trụ diệt. Mà 17 sắc na tâm có 51 sắc na tiểu là của tâm, là một đời sống của một sắc pháp. Sắc pháp chậm hơn. Nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng, này các tỳ kheo, Như Lai không thấy trong đời có việc gì nhanh hơn tâm. Tâm sinh diệt cực nhanh, không thể giải thích được. Vì vậy, nếu chúng ta chấp lấy cái sự sanh diệt danh sắc, hay là chấp nhận quá khứ hiện tại Di Lai, chấp nhận ở một trạng thái vô thường nào đó, dừng lại là không đủ. Nhưng mà bác là không đúng, tức là sai. Ví dụ như chúng ta cho rằng với cái sức nhanh của mũi tên như vậy là độc nhất vô nhị, và thật ra so với người phóng theo mặt đường là nhanh hơn mũi tên đó. Rồi nếu cho rằng cái sức nhanh người này vô địch, việc bay theo mũi tên, phóng theo mặt đường mũi tên,
so với người bắt bốc mũi tên là nhanh hơn. Nhưng mà dù nhanh cách mấy cũng có giới hạn so với vận hành mặt trăng mặt trời, thì sự vận hành mặt trăng mặt trời nhanh hơn. Như vậy chúng ta thấy nhanh là nhanh hơn chậm, chậm là chậm hơn nhanh. Cũng như hồi nãy đó, nhìn hình thức tương đối như vậy. Nếu có những người cho rằng thiền quán Vipassana của Phật giáo Năm Tông Nguyên Thủy dạy rằng hãy sống trong hiện tại, nhưng mà sống trong hiện tại nó cũng vô thường, rồi cho rằng như vậy là Nguyên Thủy hay Nam Tông, những người này không hiểu được cái pháp sâu xa. Điều này nói rằng chính vì những vị đó nhận định sai lầm, tưởng người khác sai lầm, chính mình vô minh mà tưởng người khác cũng vô minh, vì cái sự ngộ nhận của mình gán ép cho người khác, điều này không đúng. Nhưng mà ngược lại, đối với người Phật tử, khi nghe người ta phê bình Phật tử Nam Tông Nguyên Thủy, khi nghe có người nào phê bình điều đó cũng không nên dồi phủ nhận. Nó quả thật lời của vị ấy nói đúng, nhưng mà đúng ở cái cạnh này, và quả thật trong Phật tử Nam Tông Nguyên Thủy cũng có những người hiểu nhận sai lầm, nhưng là cái lý hiện tại là như vậy. Nhưng mà ngài nói cũng nói đúng một ý nghĩa, nhưng mà chỉ không giữ như vậy cũng phải chưa có hợp lý, vì ngài chỉ thấy cái sự vô thường sanh diệt của ngài chứ giống như câu chuyện mà tôi thường kể, có bao là uống trà. Câu chuyện này chắc chắn quý vị đã nghe nhiều, xin lặp lại. Trình độ của người nhận thức là khác nhau. Có bao là uống trà, đem câu chuyện lấy cái đề tài vô thường làm đề tài, thì mỗi người đưa lên một lý giải cái trí tuệ của mình. Ai nói đúng được thưởng một ly trà. Câu giả thứ nhất cũng nói sáng câu thơ của Vũ Hoàng Dương như là đang than từ đổ lưng hồ tôn anh. Thì như vậy nhìn tới chừng nào mà kìa sông đá lỡ nổi sông cát bồi. Như vậy cái vô thường của khi mà nhà thơ Vũ Hoàng Dương giải thích một cái lối như vậy để thực định đời. Nhưng mà nếu nhìn chừng nào kìa sông đá lỡ, non đá lỡ nọ sông cát bồi, thấy ngọn núi sụp xuống, thấy cái sông nổi lên cồn, mới nhận ra tan biển thương hại vô thường. Thì đối với ông lão này, năm nay cắt mặt ngồi ăn uống, chẳng biết sang năm bằng mặt nào, thì ông lão này nhận vô thường khá hơn. Ý nghĩa cái câu thơ nói trên nói như vậy không nghĩa là phê bình nhà thơ Vũ Hoàng Dương, vì đã là tương đối làm thơ để khuyến khích khích lệ với cái hình thức nào người nhận được thì dùng thôi. Như vậy thức tỉnh được những người già mà chưa thấy được lý vô thường thì nhận như vậy, nhưng mà so với ông lão này thì sự vô thường nó càng hơn. Nhưng mà ông lão thứ hai đưa tay lên nói là cái lý vô thường của ông thì đúng, nhưng mà phải tới một năm mới thấy được lý vô thường. Năm nay các mặt ngồi ăn uống chẳng biết sang năm phần mặt nào. Đó, bây giờ chúng ta thấy như ngày hội má tháng này lễ dỗ ngày, nghe Pháp Lạc đến dự lễ, cô Bảy Vĩnh Phúc vô làm chủ lễ. Nhưng hôm nay quý vị thấy chưa, cô Bảy Vĩnh Phúc hôm nay còn sống nhưng không dự lễ được, ngày Pháp Lạc đã ra đi. Biết đâu năm nay ngày này năm sau, một trong quý vị không còn đến dự lễ ngày sinh sự. Và chính bản thân sư cũng ngày này sang năm bị khác sẽ ngồi lên thập tòa này nhà, không phải sư giả. Hoặc là bị bệnh hoạn nằm như cô Bảy Vĩnh Phúc mà chưa ở trong chùa, hay hoặc ra đi như ngày Pháp Lạc không còn dự lễ nữa. Như vậy thì quý vị thấy đúng cái ý nghĩa này, quá vô thường không phải là vô giá trị đâu. Đó là nhận sự vô thường một năm. Năm nay các mặt ngồi ăn uống chẳng biết sang năm có mặt nào, rất ý nghĩa, không phải không ý nghĩa. Nhưng mà trong già lão thứ hai nói như vậy tới một năm chưa gần lắm, chỉ cái lý vô thường. Ông ấy nói đêm nay dài dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có sở vô. Chỉ lên ngủ biết đâu đi ngủ luôn, dép dưới giường lên giường vô biển, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Quý vị thấy hiện tại có nhiều người vô đó nằm rồi đi luôn, hoặc sáng bị tai biến mạch máu não gì đó, u ớ người ta để chở vô bệnh viện mà họ lên giường ngủ đâu biết. Thì như vậy ông này nhận cái lý vô thường, dép dưới giường lên giường vô biển, sống ngày nay dễ biết ngày mai.
nhận cái lý vô thường một đêm, một ngày, cho cái lý vô thường một năm, thì hết nhận lại cái này. Chính xác hơn, gần hơn. Nhưng mà chưa phải thực nghĩa cực nghĩa, chưa phải là rút rảo như vậy là lý vô thường cùng tổ. Con lão thứ ba đưa ta lên, như vậy thì ông khác hơn ông kia. Nhưng mà ông phải đợi tới một đêm mới nhận ra lý vô thường. Ông này nói, hơi thở này đây, ra khỏi miệng, biết còn trở lại quặc đi luôn. Thở vô không thở ra, thở ra không vô là chết. Mà người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đoài hạ đăng. Vì cái hơi vô hơi ra nó cũng vô thường. Nếu như chúng ta thở vô, thở ra luôn luôn đều như vậy thì chúng ta không có cái chết. Vì một lúc nào đó rồi thở vô không thở ra không thở vô mới chết. Bảo đảm quý vị, nếu quý vị thở hoài quý vị sẽ không chết. Nhưng mà chỉ quý vị có lúc nào đó vô ngã quý vị muốn thở mà thở không được, vậy mới chết. Phải không? Thì như vậy đối với sự quán vô thường, mà người hô hấp kinh thai nghĩ cơn dịch viện liền đại mà nào, tức là nói cái ly thấy vô thường bằng một hơi thở. Thì so với một hơi thở, thấy vô thường của một hơi thở này với một ngày một đêm, với một năm, mới về sông đã non đã lỡ nổi sông bạc bồi, thì cái lý vô thường này là xem như gần nhất, ngắn nhất, nhưng chưa phải là thực nghĩa cực nghĩa, chưa phải rốt ráo. Nếu như có quý vị pháp giải thích, trong khi một khẩy bông tay tâm sanh kiểu kiểu diệt hoài đồng nhau, sắc pháp sanh diệt chẳng mau, tâm qua 17 sắc nhau một khi, đúng không? Thì thấy cái lý trong một khẩy bông tay như vậy, tâm sanh diệt hàng kiểu kiểu lần cùng tột nữa. Khi nào thấy cung tột ở trong trạng thái sanh chủ diệt của sắc na tâm, mới gọi là paramattic cực nghĩa của sự sanh diệt. Nhưng cái trí tuệ bình thường chúng ta không thể quá nổi được đâu. Đừng nói cách tuyệt đối, hãy chi túc những gì vừa khả năng của mình, vừa tầm những thích của mình, rồi từ thành công này đến thành công khác, từ kết quả này đi đến kết quả kia, từ quán cái vô thường của non của núi rồi đến cái một năm vân vân. Chừng nào thấy sanh diệt nào gần, không nên vội phủ nhận những cái mà hãy nghe người ta nói sai, mình cho là sai, bắt chước nói sai, không đúng. Với tu tập quý bát chánh an là phải thực nghiệm, thực chứng. Dù nếu quý vị không có thực nghiệm, không thấy thấy quả thật, thật quá. Dù nói đúng vẫn là sai, vì nói đúng chỉ bắt chước câu Phật câu, chỉ nghe người ta nói như vậy, mình nói theo. Chừng nào quý vị thật thấy như vậy mới là đúng. Trở lại sự tu tập, thưa quý vị, tôi chỉ đề nghị một danh từ đơn giản thơm năng. Chúng ta hành thiền, dù thiền chỉ hay thiền quán, luôn luôn thường có danh từ pháp học, pháp hành và pháp thành. Ở đây tôi xin đề nghị sau này nếu được chư tăng thuyết pháp giảng đạo dịch kinh dịch sách cũng như Phật tử sử dụng danh từ cái gọi là pháp học, pháp hành, pháp thành, thể bị lầm lẫn hiểu rằng ba pháp này riêng biệt như những thái cực, những hành tinh khác nhau. Không phải. Giống như một con đường, dầu đầu đường, cuối đường hay giữa đường vẫn là con đường. Mà tôi thấy chúng ta tạm thời nên dùng danh tiền. Ví dụ như đạo hay thiền, học thiền, hành thiền để sống trong thiền. Học thiền như chúng ta học giáo lý, kinh điển, quẩn xứ giới đế hay là giới định tuệ, học biết cho nhiều, cho nhiều. Như muốn quán thân bất định hay học tóc lông móng răng da, không cho thị thuộc nào cái gì hết, mấy cái nghĩa cho nhìn cái tâm, quán cái lý cho nhìn cái ý, cuối cùng mới thực tập hành đạo hành thiền, học hỏi quán thân. Nếu mà bị học chi pháp không thuộc lòng thì cảnh đến không biết, không hiểu nghĩa, gặp pháp sanh lên không nhận ra, không tập quán lý, nói thì nghe hay, nhưng mà tới cái lý thực tế nó đến không ứng cảnh kịp thời. Còn khi quý vị thực đã hiểu biết quán lý thông, nhưng mà không thực hành, quý vị sẽ không thể sống trong thiền, không chú trong thiền, dồn thiền dĩ thiền quán. Tại sao vậy? Quý vị biết không? Có những pháp trước đây tôi coi kinh coi sách, nghiệm lý tôi hiểu,
kể bây giờ tôi nhận thấy đúng, không sai. Nhưng mà ta thực tập có khi 5 bài hát, 1 năm chưa chắc mà tập được. Nên phải hành thôi, tức là phải tập. Thí dụ như mấy phương pháp tập cử tạ hay là thể dục như thế nào đó, nhưng mà mình học mình thuộc mà không mỗi ngày không ra tập nhiều, bản lĩnh không lên, sức lực không lên. Như nên biết là trụ, tập trung tư tưởng là thiền trị. Nhưng mà nếu quý vị ngồi thử xem, trụ tâm một phút không bị phóng tâm không phải dễ dàng đâu. Một phút thôi mà điều này không thể Đức Phật làm cho mình, không thể các vị A-la-hán làm cho mình, không phải vị thầy, vị thiền sư làm cho mình, mà chính mình phải ngồi thiền. Kiểu như Milarepa đệ tử tìm cái bí mật, ông dẫn trên dẫn nước, dở y cho lên coi cái mông ông ngồi chai như vậy đó, ngồi thiền tiếp chai mông mà được pháp, chứ không có bí mật gì cả. Cũng như Đức Phật nói trong kinh điển, không có cách lạ thần thông gì cả, giống như con gà ấp trứng, đúng cách thì con gà dù không thấy muốn cho con gà cấy mỏ nở ra, nó vẫn cấy mỏ nở ra. Nhưng mà như ấp trứng gà, con gà ấp không đúng liều lượng, chỗ không đúng con pháp, dù nó khởi tâm ước muốn cho những con gà con cấy mỏ thoát gà ra cũng không. Cứ tu tập như vậy rồi nó thành tổ. Quý vị nếu như tập hơi thở, gom tâm vào điểm nơi dùng da mũi, như vậy e các cái ta là tu tập định tâm, tập trung tư tưởng dọc điểm. Khi hơi gió vô gió ra phân biệt theo ghi nhận rõ ràng, đó là tu tập về điểm. Hơi thở vô chặn đầu chặn giữa chặn cuối, coi thở vô ra biết rõ gì vậy là tệ, gọi là tệ chi bát cha thanh tịnh. Tâm lui sụp giải đại muốn nghĩ vân vân, nâng cái tâm lên là chuyện tinh tấn với sự thực tập chính xác rồi, không còn nghi ngờ ngời nữa là khó tịnh. Chỉ được tập trung tư tưởng vào điểm hơi thở như vậy, tu tập như vậy thuần thục, có đủ tính tấn niệm định tuệ, không có sai mà phải ngồi điều điều, phải tập điều điều. Nhưng đừng nghe những vị chứng đắc đạo quả a la hán chỉ Đức Phật nói xong rồi như ba cái chán căn lành quá khứ người tu thiền chỉ thiền quán quá thuần thục, bây giờ chỉ nhắc lại là gì được. Còn nếu như chúng ta trong quá khứ chưa tu thiền chỉ, chưa tu thiền quán, nghe hoài làm lại không được, như thế nào thì sự việc này như thế đó. Tóm lại hôm nay nhân ngày kỷ niệm dỗ tổ tại chùa Xíu Lý để nhớ công ơn thầy tổ, tôi giảng lại cho quý vị cái đề tài sống trong hiện tại như quả bổn sư của tôi ngày tình sự ngày xưa ngày giảng nôm na chỉ dùng cái chữ biết, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, có mắt mọi hiện tượng danh sắc lên ghi nhận biết rõ, như vậy là đủ. Câu nói ngày nay tôi còn nhớ ngày giải rằng ông cứ hành thiền quán hay là cái niệm xứ, ông giữ chính niềm tỉnh giác như đi ghe cầm dứng tay lại cho sinh, không bị sai lầm, chỉ một chữ biết thôi. Như vậy đây là tinh hoa, là con yếu của thiền quán. Mong rằng quả phước của thời pháp hôm nay đem lại nhiều lợi ích, tạo được những công đức lớn để hồi hướng lên giác linh cố tưởng là đại trưởng lão tịnh sự. Mong ngài ở cảnh giới nào cũng quan nghĩ tùy nghĩ cái phương pháp này để hỗ trợ ba la của ngài, và cũng xin hồi hướng quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đều hằng sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa đô lại hai.